Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review AIWADO sữa bột Kazu monggo 350g cho mẹ bầu giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí thương hiệu KAZU Mom Go, xuất xứ, Nhật Bản, công dụng, mang chọn tinh túy dưỡng chất từ Nhật Bản. Kazu Mom Go giúp tăng cường sức khỏe cho mẹ và đảm bảo dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện của thai nhi. Lác sầm giúp mẹ giảm căng thẳng, tăng cường giấc ngủ tự nhiên, canxi Nhật Bản giúp mẹ phòng chuột rút. Tê cứng và giúp thai nhi phát triển hệ xương tối ưu, dinh dưỡng đủ đầy, thai kỳ khỏe mạnh. Lác sầm là một thành phần pritai được tìm thấy ở hệ tiêu hóa khi trẻ nhỏ bú sữa mẹ. Lác sầm tạo cảm giác thư giãn, ngủ ngon, sâu giấc và tăng cường giấc ngủ tự nhiên. Các nghiên cứu cho thấy, sử dụng lác sầm 30 ngày làm giảm các triệu chứng stress, mệt mỏi ở phụ nữ mang thai. Chất sơ hòa tan cao cấp FOS, Anulin, GOS được nhập khẩu từ Nhật Bản giúp sữa mát. Ổn định tiêu hóa và đặc biệt ngăn ngừa táo bón trong thai kỳ và sau khi sinh, hệ xương chắc khỏe thể chất khỏe mạnh, phosphor và vitamin D3 tăng cường hấp thu canxi để xây dựng hệ xương chắc khỏe cho bé và bảo vệ hệ xương của mẹ. Phòng ngừa các biểu hiện thiếu canxi như chuột rút tê chân tay. Sắt, vitamin B12 tăng sinh tổng hợp hồng cầu. Phòng ngừa thiếu máu, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Axit folic tham gia vào quá trình hoàn thiện ống thần kinh. Hạn chế và phòng ngừa khuyết tật ống thần kinh và dị tật bẩm sinh, thể chất khỏe mạnh trí não tăng cường, DHA từ tảo nhật cùng câu lin, taurin hỗ trợ phát triển tốt trí não, thị giác trong những năm đầu đời. Bổ sung DHA đặc biệt cần thiết trong giai đoạn mang thai vì cấu trúc não bộ được hoàn thiện 80% trong giai đoạn này. DHA từ tảo nhật đảm bảo sự tinh khiết giúp Kazu monggo có hương vị tự nhiên, thơm ngon và phù hợp khẩu vị của phụ nữ mang thai. Hướng dẫn sử dụng pha 4 muỗng gạt tương đương 44 g với 180 ml nước chín ấm 50 độ được 1 ly khoảng 220 ml. Uống 2 đến 3 năm ánh sáng mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của cán bộ y tế, bảo quản, bảo quản nơi khô ráo. Thoáng mát, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp. Lon đã mở phải được đóng kín và sử dụng hết trong vòng 3 tuần. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.